Cái này là cái chuồng heo luôn hả gì? Dạ cái này là trước đây là chuồng heo cũ của cô hai. Rồi khi mà gia cảnh của em vậy thì về đây là cô cho ở tạm. À chuồng heo bể kìa, thấy mương luôn kìa. Dạ. Đây nè cô chú anh chị đốt đèn dầu nè. Ở bên đây nồi cơm hả? Dạ chồng em á là lăng nhăng. À, lần này là lần thứ ba rồi, hai lần đầu thì em bỏ qua. Đúng hai không? Lần đầu là... dạ em phát hiện rồi em cũng tha thứ rồi. Lần thứ hai em cũng phát hiện rồi năn nỉ em cũng bỏ qua. Tới lần thứ ba thì là chồng thẳng ra mặt là bây giờ xin cho người ta làm bé, còn nếu như không cho làm bé thì chồng đi dị thẳng để sống cùng với người khác, cho nên là em khuyên hoài không được rồi, cha mẹ hai rồi, nhưng mà tới lần thứ ba về thì ngang nhiên nói là giờ có bồ thì muốn em chấp nhận cho người ta làm bé, còn không thì ly dị, cho nên là em cũng ra sức cha mẹ hai bên được khuyên giải. Chồng em về đây nói thẳng với cha mẹ em là giờ là không muốn sống với em nữa, thương người khác rồi, muốn ly dị với em luôn. Rồi hai bên khuyên. Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Nhận được lời kêu gọi đó là một người phụ nữ ở trong chuồng heo bị chồng bỏ, hiện tại giờ thì đang nuôi con ăn học. Nhận được lời kêu gọi là hoàn cảnh khó khăn, tới tìm hiểu câu chuyện ra thế nào. Chào em. Anh được bà con giới thiệu là có một người phụ nữ bị chồng bỏ gì đó, là ở trong chuồng heo gì đó phải không? Dạ, phải em ạ. Không? Dạ đúng ạ. Em tên gì? Dạ em tên là Mai Trinh. Được nhiêu tuổi rồi em? Dạ năm nay em 36 tuổi. À vậy là đúng không? Em tên Trinh phải không? Dạ đúng ạ. Em chào anh Thuận. Ừ. Là em sống trong nhà này hả? Dạ đây là nhà của em. Ừ, thấy đồ gì vậy? Không có vết gì trơn em. Dạ tại vì không có cơ sở, không có điều kiện gì hết á, chỉ che chỗ ở tạm vậy thôi. Mình được mấy cháu em? Dạ em được hai cháu. Đó, đang ngồi học kia ha. Dạ. Chú chào con, chào mấy đứa nha. Dạ con chào chú. Ừ. Ngoan không quá trời. Trời, cái chỗ này là chỗ ở của em luôn hả? Dạ, chỗ ở của ba mẹ con em. Dạ trước đây ở nơi này là người ta nuôi vịt á anh. Thì cái này là cái chuồng heo cái gì? Dạ chuồng heo cũ của người ta. Con tên gì con? Dạ con tên là Hải Đăng. Con được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 11 tuổi. Con tên gì và bao nhiêu tuổi? Dạ con là Yến Khoa, năm nay con 10 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 4. Còn con lớp mấy? Dạ thưa là con lớp 5. Hai đứa có giấy khen không? Dạ có. Đâu đâu, cứ coi coi. Ôi, đủ người ta. Chú rất là khen những cháu mà học giấy khen gì nè. Thôi chút xíu nữa thấy mấy đứa nào mà có giấy khen là chú sẽ thưởng cho, có quà. Coi như là con này lớp 5, lớp 4, được năm nào cũng có tờ giấy khen vậy ha. Đủ quá ta. Tối là mình ngủ đây luôn hả? Dạ, đây là chỗ ngủ của ba mẹ con em. Không, cái nhà không có vách gì để gì ngủ luôn hả? Dạ. À cái này sập xuống được phải không? Dạ, cái này là cái mà cao su của bà cô hai, bà thấy là trời mưa tạt quá nên là bà làm cho một cái, lại là có mưa quá thì che xuống cho ba mẹ con ngủ. À đây thấy có lúa nè, có lúa nè cô chú anh chị, mình uống nước đây đấy hả? Dạ. Nước thùng ha. Đây là cái này là cái chuồng heo luôn hả gì? Dạ cái này là trước đây là chuồng heo cũ của cô hai. Rồi khi mà gia cảnh của em vậy thì về đây là cô cho ở tạm. À chuồng heo bể kìa, thấy mương luôn kìa. Dạ. Đồ ăn ha. Dạ. Anh dở ra ha, thông cảm. Dạ dạ. Từ sáng ra ăn trứng vậy đó hả? Dạ. Cô chú anh chị đứt ruột không? Gặp này cái này quen nữa cô chú anh chị. Con chuột ở trên nó bò xuống, đồ tuột đây nó té xuống cắm đầu chết nữa. Ủa em mình có nuôi mấy con vịt đó ha. Trời ơi, thấy cưng quá, vịt nè, nó áp trứng đây nè. Ui nó hung quá. Ui nó nhiều vậy. Là lúa đó mình cho vịt ăn đó phải không? Lúa dạ. trong cái lu nè. Dạ. Lúa này mình cho vịt ăn ha. Dạ. Có nhiều đây hết rồi, đây là cái chuồng heo này phân ra làm hai, bên dạ. kia ô, bên đây ô. Dạ.
Rồi ở đây em xài điện thì đốt đốt này đó hả? Dạ, đốt đèn dầu. Đây này cô chú anh chị đốt đèn dầu nè. Ở bên đây nồi cơm hả? Dạ, nồi cơm. Trời ơi. Vậy đó mà nuôi mấy nhỏ học giỏi vậy hả trời? Bên đây là quần áo. Đứa học đây nè, ở đây gió quá trời chú chị. Nước ở đây mình xài nước này hả? Dạ nước này. Nước này lấy đâu ra? Dạ em lấy nhờ từ bên nhà của cô Hai qua. À, là bơm nước giếng hay là nước máy? Dạ nước giếng. Ở đây không có sử dụng cây nước ha. Dạ nước cây nước. Ở trên đây mình có nuôi gà hay gì đây? Ổ dạ, gì đây? Cái này là mấy cái vỏ của gà cũ nhưng mà nó không có còn nuôi nữa. Chỉ được có mấy hai ba con mình, vịt này thôi. Mình ở cái cảnh như thế này là bao lâu rồi? Dạ được 2 năm. Từ ngày mà em thôi chồng về tới đây bây giờ rồi cô. Năm nay là 36 tuổi, là mình ở năm 34 tuổi. Dạ. Em ra đây hỏi anh hỏi cái vụ chồng con rồi sao? Chứ thấy trước mắt thấy tội quá cô chú chị. Rồi cho anh hỏi là chồng con đâu mà sao cái cuộc sống mình nó khổ sở như thế này? Dạ, chồng em có bồ nên là em với chồng em thôi. Em có thể kể cụ thể cho anh biết không? Dạ chồng em á là lăng nhăng à, lần này là lần thứ ba rồi. Hai lần đầu thì em bỏ qua. Hai lần đầu là năm 2015 và 2016 thì chồng mới xin cho cơ hội tha thứ để nuôi con. Rồi là, xong, là lần đầu tiên? Lần đầu tiên và lần thứ hai đều xin hết thì em cũng đồng à, ý. Có nghĩa là lần đầu tiên là em phát hiện luôn không? Dạ là em phát hiện rồi em cũng tha thứ rồi. Lần thứ hai em cũng phát hiện rồi năn nỉ em cũng bỏ qua. Tới lần thứ ba thì là chồng thẳng ra mặt là bây giờ xin cho người ta làm bé. Còn nếu như không cho làm bé thì chồng ly dị thẳng để sống cùng với người khác. Cho nên là em khuyên hoài không được, cha mẹ hai bên cũng khuyên nữa. Nhưng mà chồng nhất định là giờ theo người khác à. Nên là em ly dị. Mình có giấy ly dị không em? Dạ có. Tao lấy anh coi coi. Dạ. Thấy thương mấy đứa nhỏ quá, anh học giỏi quá cô chú anh chị. Mà ở cái chỗ này thường thấy tội. Ở đây có mạng đâu cho mấy đứa học không? Dạ học online thì chạy nhờ qua nhà của cô. À vậy hả? Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận hai bên. Đây là cô chú anh chị. Có giấy rồi. Hôm qua xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tòa án nhân dân huyện Tam Bình. Huyện dạ. Tam Bình là cái này là ly dị cái lúc trước là ở thành phố hay sao? Dạ không phải, ta ở huyện Tam Bình là chồng của em ở bên huyện Tam Bình. À vậy hả? Dạ. À vậy là mình giữ cái giấy này cho kỹ đi em. Dạ. Vậy là lúc mà ly dị là cha mẹ bên 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 em với lại bên chồng của em đó là biết hết không? Dạ biết mà khuyên chồng không được. Cha mẹ bên bên chồng có ủng hộ bên em hay là nói sao không? Cha mẹ bên chồng nói là giờ thôi mày khổ quá thì thôi mày bỏ nó đi. Ừ, coi như là ủng hộ em luôn ha. Dạ. Ừ. Rồi sau khi ly dị thì hai người con của em mà đang nuôi nè. Dạ. Thì có trợ cấp cái gì không? Dạ không, chồng em không có trợ cấp. Là một mình em nuôi ở đây, em làm cái gì em nuôi hai nhỏ cho nó giỏi như vậy ạ? Dạ vậy đây thì ai muốn gì em làm đó, tại vì cha mẹ anh chị em ở xa. Thì em về đây thì ở nhờ nhà trên đất của cô, thì ai muốn thế gì thì làm đó, là đưa rước nó đi học vậy đó hả? Dạ. Có thiếu nợ thiếu nần gì không em? Dạ có anh, tại vì hồi lúc mà mấy đợt dịch á là em không có đi làm được á, rồi mấy người ở xóm này á, thì ta cho chút đỉnh thôi, nhưng mà tới mấy tháng lận nên là em cũng có nợ số tiền. Nợ bao nhiêu em? Dạ em nợ hơn 10 triệu. Là mười mấy? Là 11 triệu rưỡi. Nợ hỏi để lo những ngày dịch cho mấy nhỏ đồ ăn uống được không? Dạ. Mà mình hỏi nợ là cho mượn không hay là có lời lãi gì không? Dạ không có lãi, tại vì mấy cô chú nói là mày khổ quá à, tao thì tao cho tiền nhưng mà đều con cái thôi, tao mày thì tao cho mày mượn không. À bà con ở đây cho mượn hay là hay dạ. Ở xa xôi? Dạ bà con gần gần ở đây người ta cho mượn, ta thấy gần em ở gần á. Rồi cha của mấy cháu có thường xuyên về đây thăm mấy cháu không? Dạ không có.
Sao em biết là chồng em là lúc trước là có bầu 3 lần? Tại vì về á là lần đầu tiên á thì chồng không nói, nhưng mà đều có cái là trên tin nhắn điện thoại rồi chụp hình đồ để trong điện thoại á, rồi em thấy. Rồi nhưng mà tới lần thứ ba về thì ngang nhiên nói là giờ có bồ thì muốn em chấp nhận cho người ta làm bé, còn không á thì ly dị. Cho nên là em cũng ra sức cha mẹ hai bên đều khuyên giải nhưng mà không được. À, có nghĩa là người chồng của em cũng là công nhận là đã công khai là có bầu rồi. Chắc hả em? Dạ Đó, chắc. anh quay anh hỏi cái này là anh đăng lên đó nha. Dạ. Ừ, anh hỏi là để dành mà giúp em thôi, nếu mà câu chuyện của em thật sự như vậy á, cái hoàn cảnh em như vậy thì mạnh thường quân với lại khán giả thì nhìn tới thì thấy tuy gần chồng bỏ mà nuôi con được ăn học giỏi gì anh cũng khen đó, anh cũng mong cô chú Mạnh Thường Quân với lại khán giả ủng hộ em. Dạ, sáng dậy thì em làm cơm làm nước cho cháu ăn rồi đưa đi học. Rồi tới buổi thì tới giờ mà rước thì em xin ta về sớm rồi chiều em làm bù lại. Mấy mẹ con ngủ ở cái chỗ như thế này thì ban đêm có sợ ma hay là ăn trộm cái gì không vậy? Dạ, nói chung là cũng sợ tại mình phụ nữ ngủ một mình, nhưng mà giờ không có điều kiện thì phải chịu ha. Thấy tội đó cô chú anh chị, nó chống quơ chống quắt như vậy à, có bị trộm cái gì không? Dạ, thường á thì ở đây á thì vắng vẻ lắm, rồi thường đi làm đồ này kia thì em cũng chẳng có tài sản gì quý giá, cho nên là nếu như mà có ai nhìn ngó thì cũng không có gì để lấy. Cha mẹ anh chị em mình ở đây có nhờ giả người nào không? Dạ không anh, anh chị em thì ai cũng có gia đình hết, nhưng mà cũng nghèo, rồi mạnh ai mới đi làm mướn, còn cha mẹ thì cũng nghèo khổ, cũng không có điều kiện để giúp đỡ được em nữa. Mình ly dị chồng là cũng 2 năm rồi ha, Dạ. thì như cái câu chuyện em với chồng em như vậy đó thì cha mẹ bên em có nói gì không? À, cha mẹ em cũng khuyên á là nếu mà bỏ qua được cho nó nữa thì bỏ đi, nhưng mà chồng em á về đây nói thẳng với cha mẹ em á là giờ là không muốn sống với em nữa, thương người khác rồi, muốn ly dị với em luôn. Rồi hai bên khuyên hoài không được thì thôi em ra ly dị. Cô chú anh chị ơi thì cái vị trí Thuận đang đứng đây là tỉnh Vĩnh Long, cái khu vực này là ở ngoài cánh đồng của cô chú anh chị, nó Thuận Thuận tả đã cho cô chú anh chị thấy cái phía bên đây nè, thì bà con trồng lúa đó, trồng cam, nói chung là nó giống như là cái một cái cồn ở đứng chính giữa của chú anh chị đó, xung quanh toàn là đồng không à. Ở đây thì nhà rất là thưa thớt. Đó, nước thì cũng không có tới được, chỉ có điện thôi em, thấy có điện nè, điện bà con kéo nè, nhưng mà em thì cũng chưa có điều kiện có điện nữa, em phải đốt đèn cốc như vậy đó. Em ở đây như vậy thì có mua bảo hiểm để đi khám bệnh hay gì không em? Dạ, cô chú ở đây có gom cho em mua được cái bảo hiểm. Có bảo hiểm không? Dạ Vậy có. cũng đỡ, mấy nhỏ học nhà trường có chắc có phải không? Dạ, học ở nhà trường thì có bảo hiểm. Nè con nhớ cha không? Hai đứa nhớ cha không? Dạ nhớ. Nhớ hả? Con muốn cha về không? Dạ muốn. Lớn phải không? Dạ. Lớn nó nhớ cha nè. Con có nhớ không? Dạ nhớ. Hai đứa nó hồi đó mến cha không? Dạ cũng mến cha, nhưng mà nó biết cha nó có vô bé là nó cũng mến luôn. Vậy hả? Con biết không? Con biết chuyện đó không con? Dạ biết. Vậy thôi kêu cha với mẹ nhỏ phải không? Giờ ở chung luôn chịu không? Dạ không. Con chịu không? Dạ không. Thường xuyên thì thầy giáo cô giáo có tới đây thăm nom hay gì không em? Dạ, thỉnh thoảng thì thầy cô giáo có đến, tại vì biết hoàn cảnh đó rồi những cái dịp mà giống như là có họ đội từ thiện đồ về á thì nhà trường cũng trích cho một phần để tặng cho cháu, như là một ít gạo hoặc là một hai bộ quần áo. À, mấy đứa học giỏi vậy thầy giáo cô giáo có lời nói nào tới gia đình mình không như em vậy đó? Dạ, thầy cô nói là dù trong hoàn cảnh nào thì cũng gắng cho hai đứa trẻ đi học. À, thầy giáo cô giáo khuyên vậy ha, Dạ. không để cho các cháu nghỉ được ha. Dạ. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, sau khi tìm hiểu câu chuyện của em Trinh nuôi 2 người con ăn học như thế này, Thuận thấy em có một cái tấm lòng rất là cao quý.
tuy rằng khó khăn phải ở cái chuồng heo như thế này nè, mà em cũng cố gắng nuôi cho các cháu ăn học coi như là đầy đủ luôn cô chú anh chị, học giỏi nữa, giấy khen rất là nhiều. Cái điều quan trọng nữa là em phải nói là quá khó khăn đi. Xin được phép trích một số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân ra để giúp cho gia đình của em có tiền để trang trải trong cuộc sống. Đầu tiên là anh Chí ở Bình Dương nhiều lần ủng hộ số tiền của anh còn lại 3 triệu, trích 1 triệu còn 2. Tiếp theo là Mạnh Thường Quân là tên là Hạt Cát Sa Mạc ở bên Mỹ, nhiều lần ủng hộ số tiền còn lại là 1 triệu, Thuận sẽ dùng hết số tiền này luôn. Chị Hạnh ở bên Mỹ nhiều lần ủng hộ số tiền còn 6 triệu, trích 1 triệu còn 5 triệu. Em Phương Trần ở bên Úc nhiều lần ủng hộ số tiền còn lại là 1.570.000. Tổng cộng số tiền là 4.570.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tờ là 4.570.000. 50, 70. Rồi, giúp cho em trang trải trong cuộc sống ha. Dạ, em đầu tiên em cảm ơn anh Thượng Phạm cùng với chương trình đến đây để tìm hiểu hoàn cảnh, để giúp đỡ cho mẹ con của em. Sau đó là em cảm ơn tất cả quý khán giả cùng Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước hỗ trợ cho em. Em xin chân thành cảm ơn. Cố gắng lên ha. Anh thấy em cũng còn trẻ, năm nay mới 36 tuổi hả? Nhưng mà anh thấy em có một cái tấm lòng nghị quyết cũng rất là tốt. Tuy rằng cái hạnh phúc của em nó dở dang, nhưng mà em cũng cố gắng cô mang hai người con của em ăn học như thế này. Nhà thì không có gì trơn mà cỡ nào cũng gán bường cho con mình đi ăn học, gạo đồ cho mấy nhỏ ăn cho đầy đủ, cho nó có sức khỏe, nó có cái trí tuệ đi học nha em. Cố gắng lên ha. Rồi hồi nãy thì chú có nói là hai đứa có giấy khen chú sẽ thưởng quà cho con. Thì em trích ra 100, 200 mua cho các cháu món quà gì đó nó thích, mua giùm anh nha. Dạ, cảm ơn anh Đặng ạ. Rồi, cố gắng lên ha. Cô chú anh chị ơi thì dạ, con cảm ơn. Giỏi quá à. Con cảm ơn chú. Rồi nha. Chiều hay gì đó, chiều hay mơ gì đó mua cho cháu món quà gì đó cháu thích, cái gì cũng được ha. Thì mấy cháu ở đây nó thiếu thốn đó cô chú anh chị, đây là ngoài đồng đó cô chú anh chị, rất là thiếu luôn. Hằng ngày á thì mình ăn cơm đồ cá thịt đồ là mình kiếm hay là mình đi mua em? Dạ thường là tự kiếm nha. Nãy anh đi vô anh thấy có một cái gì mà đặt cá đó, cái gì mà cái nhá. Cái nhá dạ. Đặt cá. Anh tội nghiệp là em đi nhá cá rồi nấu cho mấy đứa ăn hả? Dạ. Nãy giờ nồi thấy trứng không, không thấy cá. Thấy cũng tội của chú anh chị. Bây giờ thì căn nhà này không còn gì nữa hết trơn á. Nè, thấy cái nóc cũng thấy trên trời cho này mưa chắc dột hết trơn hả? Hả em? Dạ trời mưa dột á. Ở xung quanh nó thì nó trống hết trơn rồi. Cô chú anh chị ơi, nếu mà Thuận nhận được tình thương của cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cái hoàn cảnh giống như em vậy nè, thì Thuận cũng cố gắng hết mình giúp đỡ cho em và các cháu có một cái chỗ ăn chỗ ở nó vững chắc hơn, để cho các cháu tiếp tục cái công việc học hành của chú anh chị. Thôi em cũng cố gắng lên ha. Dạ. Nếu mà có duyên thì anh sẽ tới đây thăm em nữa. Cứ mỗi năm có tờ giấy khen vậy là chú có quà. Hôm nay thì dạ. Chú tới đây bất chợt đâu biết là hai đứa như vậy đâu. Lần sau rồi chú biết rồi, chú sẽ mua bánh cho hai đứa ha. Dạ. Con học thầy học cô? Dạ con học thầy. Con học thầy hả cô? Dạ là thầy. Nếu có duyên thì Thuận nhận được tấm lòng của cô chú Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho em vượt qua khó khăn, thì Thuận sẽ cố gắng hết mình cô chú anh chị ơi. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, Mạnh Thường Quân và quý khán giả, Thuận cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thôi anh về ha. Chú về nghe mấy đứa.